cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Sơn, 49 tuổi, cán bộ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, người thoát nạn trong vụ tai nạn xe khách ở địa phận xã Đắc Tre, huyện Con Rẫy, vẫn còn ám ảnh về vụ việc và đau đớn vì gãy xương đòn, bàn chân cùng nhiều chấn thương khác. Ông Sơn kể, đoàn cán bộ nhân viên quản lý thị trường Gồm 21 người từ thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên công tác, tham quan trong thời gian 5 ngày. Sau khi đáp chuyến bay xuống Pleiku Gia Lai đêm ngày 12 tháng 4, sáng ngày 13 tháng 4, họ thuê xe lên Con Tum thăm một số điểm du lịch. Đến trưa đoàn về lại thành phố Con Tum ăn uống, nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình lên Mang Đen. Ngoài hành khách và tài xế, trên ô tô còn có một phụ xe và một hướng dẫn viên. Ô tô lên Mang Đen do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, tỉnh Bình Định cầm lái. Chạy trên quốc lộ 24, tuyến huyết mạch của con tum và có nhiều đồi núi hiểm trở, ngoằn ngoèo. Xe chạy chừng 20 km, ông Sơn ngồi ở hàng ghế cuối bất ngờ nghe tiếng thét lớn, sau đó là tiếng va chạm mạnh. Xe khách lật nghiêng sau cú tông của ô tô tải. Bên trong xe, mọi người bị hất văng nằm la liệt, cửa kính vỡ vụn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Sau khi định thần, ông Sơn cố leo ra khỏi xe ở vị trí cửa, tìm cách liên lạc để mọi người ứng cứu, chặn xe qua đường nhờ hỗ trợ. Lúc này bác sĩ Nguyễn Văn Giáp, khoa sản và vợ công tác tại bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, trên đường lên Măng Đen đã dừng lại hỗ trợ, đưa người bị kẹt ra ngoài, đồng thời sơ cứu, băng bó cho các nạn nhân. Tai nạn giữa xe tải và ô tô khách khiến hai xe chở khách du lịch lao xuống cống sâu từ 3 đến 4 m, nằm ven đường, xe tải hư hỏng nặng. 24 người trên hai ô tô bị thương, ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi thiệt mạng do vết thương quá nặng. Các nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Con Tum để cứu chữa. Theo một cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vụ việc, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lời khai những nhân chứng, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, xe khách biển kiểm soát 50H36598 vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước. Đúng lúc hai xe đang đi song song thì xe tải biển kiểm soát 81H02799 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, điều khiển kéo theo rơ móc 81R01051, chở cát, vừa hết khúc cua đi tới. Do đó, xe khách đã tông vào xe tải của tài xế Hùng. Hiện trường vụ tai nạn cũng cho thấy xe khách đã lấn hết làn đường của xe tải. Ông Nguyễn Đức Hùng, tài xế xe tải trong vụ tai nạn, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum trong tình trạng đa chấn thương. Theo ông Hùng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ trong tích tắc. Lúc này ông chỉ biết đạp phanh, đánh lái vào lề đường để tránh tông nhau nhưng không kịp. Bác sĩ võ văn thiện giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho biết sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã dần ổn định. Những bệnh nhân bị thương nhẹ đã xin chuyển viện về thành phố hồ chí minh để tiếp tục theo dõi điều trị. Với những ca bệnh nặng bệnh viện đang tư vấn cho người nhà nạn nhân cân nhắc vì có thể trên đường vận chuyển sẽ gặp biến cố không mong muốn. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 tại tiệm vàng BI ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Trong lúc bà NTHV, chủ tiệm đang đứng bán cùng nhân viên, một thanh niên vào hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Chủ tiệm lấy vàng ra cho thanh niên này xem, đối tượng đồng ý mua. Khi bà V chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính, lao ra giữ đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hát thuộc tổ dân phòng ở gần hiện trường, khi nghe tiếng chi hô đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp. Anh Hát đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng, ba người dân khống chế bắt giữ, giao công an huyện Bến Lức xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện đối tượng đang được công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tối ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, bắt giữ 3 đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương. Trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở. Điều còn cung cấp công cụ như kích điện, bao sắc rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cương cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao vì văn bản của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến Tri Cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, ở Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nói tôi hỏi ngược lại là có ai tin không ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa và không có thiên tai có nơi xảy ra lũ lụt nơi thì nắng nóng tuyết rơi dày làm sao có thể cầu khẩn mà được như ý được tôi cho rằng người này đang đánh vào tâm lý của mọi người là khao khát cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa đấy là chuyện xa xưa rồi không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại bà Lan lý giải Mưa là hiện tượng về vật lý khí quyển, phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoàn lưu khí quyển, nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa. Để có mưa vô cùng phức tạp, bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây, nhưng mây cũng chưa chắc mưa được, phải có động lực chuyển động lên xuống. Vị chuyên gia nêu thực tế Nam Bộ đang ở cuối mùa khô, dục dịch có thể có mưa, không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện. Bà Lan nhấn mạnh, nếu cầu khấn mà thành thật thì trên thế giới đâu có đói nghèo. Đây là câu chuyện rất buồn cười, nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cùng quan điểm với bà Lan, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dưới góc độ khoa học, thời tiết chưa thể có mưa ngay, ban ngày trời nắng nóng, khô hạn còn tiếp diễn. Nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho Tây Nguyên hay Nam Bộ vào lúc này cũng rất khó thành công. Ông Quyết nói, còn những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức, không luận bàn. Cá nhân tôi không tin ông Hoàng cầu mưa được. Ông Lê Minh Hoàng cho biết trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như sơn la hà nội bến tre quảng nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay tuy nhiên ông hoàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này về nhiều ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm theo ông hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm khi được hỏi về thủ tục và lễ vật để cầu mưa người này cho biết thủ tục không có gì rườm rà và ông chỉ làm một mình. Ông Hoàng cũng khẳng định nó giống kiểu một mình cầu mưa và tập trung hướng về cái tỉnh đang bị khô hạn, không cần lễ vật gì hết. Nói về lý do được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa kiểm chứng, ông Hoàng cho rằng ông chỉ là công dân bình thường, không có tư cách pháp nhân nên cần nhờ đến các đơn vị giới thiệu mình. Ông Hoàng nói, nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật tôi muốn chính thống nên mới xin giấy giới thiệu và cho biết ông chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng khẳng định tôi vào để giúp cho người dân đỡ vất vả, tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ. Trước đây tôi đi cầu mưa, chỗ nào tôi đi cầu cũng được, trong vòng 4 ngày sau là có mưa.